Chào quý vị và các bạn, hôm nay mình tiếp tục đến vườn hoa Vạn Thọ của Phước Thiêm ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hôm nay là Phước Thiêm sẽ chia sẻ cách lấy bông cái của Vạn Thọ hai cây. Mời quý vị và các bạn cùng Phước Thiêm chia sẻ ha. Chào bà con và các bạn, hôm nay mình sẽ tiến hành lấy cây hai cho hoa Vạn Thọ mà giống hoa một mình, giống lùng mình đó ha. Thì hôm nay ngày mùng 5 tháng 12 rồi, là tới thời điểm mình cũng lấy bông, cũng là lấy cây hai cho hoa Vạn Thọ mình. Hôm nay mình sẽ tiến hành bắt đầu lãi nha. Bữa nay mùng 5 tháng 12 ha ông Thêm? Dạ đúng rồi, hôm nay mùng 5 tháng 12. Thì cái thời điểm mà mình lãi cho cây hai này mùng 5 tháng 12 đó. Thời điểm mình cứ điều hàng năm mình sẽ tiến hành quay nha. Mình sẽ lãi nha, lãi cây hai nha. Thì hôm nay là thời điểm mà mình lãi bông thì những cái bông cái như thế này nè, bắt đầu mình lãi nha. Bà con các bạn mình tiến hành mình lãi bông. Thì một số bạn là cũng không gài mà bình luận trên mà YouTube mình á là hiện tại về cái nụ mình hạt tiêu được không, thì hạt tiêu thì vẫn bình thường được ha. Hiện tại bây giờ cái cây hai của mình là bông cái là bự rồi, bự hơn đủ ăn mình rồi nè ha. Nè, bự hơn đủ ăn mình rồi. Mình lãi thì rồi, mình bông lãi. Bông chèo hiện giờ mình cỡ phong. Đúng rồi, hiện tại bây giờ cái hạt tiêu rồi nè. Cỡ hạt tiêu ha. Hạt tiêu hoặc nhỏ hơn một chút xíu. Dạ đúng rồi, nó mang theo nè. Bởi vì mình hướng dẫn bà con và các bạn đó, khi mình lãi bông cái xong á mình nhớ mình lãi thôi. Mình chỉ lãi nhẹ thôi ha, lãi bông cái thôi. Như thế này mình lãi bông cái nhẹ thôi. Tránh làm ảnh hưởng đến bông chèo ha. Dạ đúng rồi. Thì cặp bên bông cái nó có bông con này ha. Nhặt ra con cái bên thì nó hơi mình bấm sâu cho cái đọt như thế này. Đứt ngang đọt thì bông con nó sẽ đi luôn, nó đứt luôn ha. Nè, cặp bên đây nó cũng mang con nữa nè. Đó, mỗi một đọt bằng 1 2 nè, là 3 nè ha. Đây nè. Tức là mình ngắt một bông cái thì nó ra được hai bông chèo. Đúng rồi, hai bông chèo hoặc là ba bông luôn. Thì một đọt tùy theo đọt nó có 3 bông hoặc 2 bông. Bởi vì cái cây hai của mình là quan trọng là gì đó, là lấy một lần nhảy hoặc hai ba bông. Đó. Còn mà nếu mà để một bông như thế này thì nó có một bông cái thôi. Đó. Bởi vì mình đến thời điểm mình lặt bông rồi, lặt tranh thủ cho cái bông con nó sẽ nhú lên. Sau khi mình lặt thì mình có bón phân xịt thuốc gì không để mà cho bông chèo nó lớn lên không em? Dạ đúng rồi. Sau khi mà mình lãi bông như thế này mình tiến hành sẽ vô phân ha. Nếu trước đó mình vô phân trước khoảng 4-5 ngày rồi bắt đầu mình lấy xong mình sẽ tiến hành vô liền luôn. Còn mà trước đó mình vô khoảng 1-2 ngày đó thì mình sẽ ngưng khoảng 2-3 bữa sau mình tiến hành mình bỏ nữa. Tại vì trước đó mình vô rồi mình vô nữa không có được. Tại vì phân nhiều quá ảnh hưởng cây ha. Ảnh hưởng dập nụ mình, nó kéo nhiều quá cái ảnh hưởng nụ mình nó sẽ bị bợp dập. Nó bị chai nụ con mình ha. Mình hạn chế vấn đề đó. Nhiều quá ảnh hưởng thôi chứ không gì. Còn phân rồi mình bón phân rồi còn thuốc mình có xịt ngừa gì không nghe? Ở đây thì mình cũng vẫn tiếp tục ngừa luôn ha. Ngừa là đặc biệt là thứ nhất là mình ngừa bệnh, hai nữa ngừa sâu ha. Ngừa sâu thì mình lãi bông như thế này thì những con bướm nó sẽ dễ bị nó đặt cái áo trùng ở đây này, dễ gây ra con sâu làm ảnh hưởng với cái nụ mình ha. Con non nhỏ như nè rồi dễ có sâu nữa sẽ ăn hao hụt liền đó. Mình phải ngừa thường xuyên ha. Dạ đúng rồi, mình phải ngừa khoảng 4-5 ngày mình sẽ tiến hành ngừa. Thì Vạn Thọ mình cũng thời gian cũng ngắn thôi, còn có mười mấy ngày nữa thôi là mình bắt đầu vô nụ trơn rồi. Mình gắn mình ngừa rồi cho nó hiệu quả, đạt hiệu quả để tránh tình trạng bị sâu nó thiệt hại phá hao hụt của mình đó. Thì mình lãi những cái nụ bông nào có mình lãi hết nha, bỏ hết luôn để cho cái nụ con nó lên, bắt đầu lên nhiều. Lãi xong hết mấy nụ cái hết luôn, không có chừa luôn nào, lớn nhỏ mình đều lãi hết luôn nha. Để qua một lượt lần lần cho nó bông chèo nó đâm lên cho nó gỗ ha. Dạ đúng rồi, là một lượt một làm cho một hết luôn, không có chừa cho nha. Chừa nếu mình chừa thì cái bông này bỏ đầu nó lớn hơn cái bông con liền, lớn hơn những bông kia, nó xây xích, nó không có đồng loạt ha. Dạ đúng rồi, mình lãi hết trơn vậy đó. Nhỏ lớn mình lãi hết luôn. Ví dụ như cái bông chèo nó hiện giờ nó lớn hơn hạt tiêu thì mình bông cái mình đặt trễ lại hay sao? Cái này là mình đến thời điểm mùng 5, mùng 6 rồi. Mình tranh thủ mình lãi hết luôn. Lãi hết thì những cái nào mà nó có sớm thì nó cũng sẽ nhóm lên sớm. Còn những bông nhỏ thì nó sẽ lên trễ chút. Lên sao ha? Yeah. Nhưng mà tới đó đều đồng loạt hết trơn à. Thì nó sơ xích vẫn 1-2 ngày thôi. Nó sơ xích lớn nhỏ vẫn 1-2 ngày là cũng vẫn kinh tết thì bình thường. Nói chung là mình gieo cho đúng thời điểm, rồi ngắt đọt đúng thời điểm, ngắt bông cái đúng thời điểm. Dạ, thì nó chỗ ngay tết. Dạ đúng rồi đó. Quan trọng là mình gieo đúng thời điểm thôi, là tại vì cái chu kỳ của cái Vạn Thọ mình nó trên đợt khoảng 1-2-3 ngày cũng dữ lắm rồi. Tới thời điểm mình làm từng bước vậy thôi là
là ngày Tết à, chứ không có phải là chở, là chở quá hay là sớm sớm quá, nó trên đợt vẫn sớm hơn 2-3 ngày hoặc chở 2-3 ngày thôi, nhưng mà vẫn mình vẫn chân Tết bình thường cho hết. Mình nhặt là mình con cá đặt hết, không chừa uống nào hết. Thì mình lặt những con cá như thế này là bắt đầu nó mang bông, 2-3 bông là cái bụi mình lắc này lớn, nó lớn đàn. Tàn nó bung ra bự nữa. Tại vì một cái cây 2 nó lên là càng kèo đọt nhánh nó tọc bung nữa. Hai cây vậy là cái tàn nó lớn hơn một cây ha Phúc Thêm. Dạ, đúng rồi. Nếu mà so với ba cây này so với ba cây mà một cây đó là nó sẽ lớn hơn. Tại vì mình đi cây 2 thì lãi đằng này thì cái rọt non nó bắt đầu bung lên, nếu cào nó bung ra nữa. Sẽ ra một bên khoảng mấy phần nữa nó sẽ lớn hơn. So với dạng họ một cây thì nó như thế này, nó sẽ lên ra bông cái là xong, nó không có bung ra nữa. Còn mình lãi một bụi này thì bông con bắt đầu nó nhóng nhóng ra thì cái tàn phải bung ra nữa. So với mà một cây nó sẽ lớn hơn. Vậy phần mình thấy là cảm nhận là thấy nó lớn hơn so với một cây, hai cây so với một cây. Mình lãi bông con lớn nhỏ mình lãi hết, chứ mình không lãi là bắt đầu về bữa nó lớn hơn cái bụng mà mình lãi lắm. Nó lãi lọc lọc hết, không bỏ chiều nào hết. Thì ba cây thì được 12 hoặc là 16 chèo, mình cứ lãi hết mười mấy luôn, 12 16 hết. Không có chừa. Rồi, mình quay tiếp qua cái dạng họ, mình sẽ hướng dẫn cho con họ bạn mình nhóm. Hôm nay mình trồng cũng ba loại ha. Đây là dạng họ mà giống B1, B2 ha. B2 giống B2. Cái này một cây ha, Dạ đúng rồi. Này là 6 cây. 6 cây. Dạ. Hôm nay tán cũng bắt đầu tròn rồi nè. Nó xây không tròn hết rồi. Thì một số bạn hỏi thời điểm bây giờ là nụ cũng bằng hạt tiêu nè. Dạ, thì ở đây qua mình bắt đầu nè, cỡ như hạt tiêu hết rồi. Bự hơn chút ha. Bắt đầu kẹt bình thường, cái này là ngay Tết luôn nha bạn. Ngay Tết luôn đó. Nay tán bắt đầu xây tròn tàn chứ mà. Rồi bên đây nè, bên đây là giống cũng một cây của mình luôn, một cây. Rồi trồng mấy cây ở đây là mình trồng lại 7 cây ha. Này giống mình 7 cây. 7 cây. Chỗ lớn. Thì giai đoạn mình chuẩn bị luôn rồi, chuẩn bị bắt đầu mình tiến hành bỏ phân ha, bỏ phân một lần gian ra mình tiến hành bỏ phân lần hai cho viên họ bắt đầu nó bắt phân vô nụ tạo đủ đó. Quá đặc tàn ha. Dạ, này bích thịt chân này. Bích thịt hết trơn rồi. Thì nay xây hỏng chân rồi, nay chớp nụ chân ha. Nè, bắt đầu nụ hạt tiêu hết trơn rồi, bình thường đối với họ một cây là vậy là rất là mau. Hai cây mình còn ba lớn hoặc nhỏ hơn cũng vẫn được. Mau lắm, hạt tiêu dưới đó là rất là nhanh rồi. Thì giai đoạn này thì mình đợi khoảng một bữa hai bữa nó là cái nụ mình nè, cái nụ thế này nó sẽ to lên chút xíu nữa, mình sẽ tiến hành bón phân nha. Bón phân ha. Dạ, để cái nụ mà mình bón sớm quá, cái nụ còn nhỏ đó, nó phân nó kéo lên, nó dẫn lên, nó sẽ làm cho điếc chai bông mình. Rồi đó mình rút kinh nghiệm ra, rồi nhà năm trước đó, nó bị điếc nhiều lắm, để năm nay mình chậm hơn, làm chậm lại. Đây là giống cũng giống mình ứng nghiệm nè. Giống cao của mình nè. Giống cao so với cái kia nó cao hơn, trên lệch hơn ha. Cái giống cao. Cao mình cũng trồng thử nghiệm, hôm nay cũng được có vài cặp ha. Được 3 cặp. Giống cao của mình trồng cũng 7 cây. Sáng cũng trồng cho. Nó cho nụ trơn nè. Nụ hạt tiêu trơn. Bên đây là một cây nữa ha. Không, bên đó là 2 cây. 2 cây về đối với dạng họ màu vàng chanh của mình đó. Chứ là 1 ha. Ở đây năm nay mình trồng màu cam thì 46A và màu vàng chanh A1. Ngoài ra mình có trồng một số phụng quỷ. Phụng quỷ ha. Đó, màu đỏ rồi. Đang ra bông ha. Dạ, đang chấm bông rồi. Cỏ cao khoảng gần cái tắc hết rồi. Thì khu vực bên đây, chứ là họ trồng chậu 12. Trồng 12 cây ha. 2 cây chậu 12 mình trồng 6 cây. Đây là màu cam của mình. Đây cũng gần thiếu phân rồi, xuống màu rồi, do không gà được gian. Hơi ngà ha. Dạ. Không gà các bạn thôi, mình không có quay clip được cho bà con mình xem. Thì hôm nay mình cũng nhân buổi thời gian mình quay tiếp tục cái clip này cho bà con và các bạn mình xem về cách thức mình lãi chờ đọt cho quan họ hai cây với mình quay cái họ một cây của mình. Thì bắt đầu vô nụ ổn định mình tiến hành mình vô phân ha. Con phân mình sẽ tiến hành vô phân.
đây xây hỏng chân nè, nụ bắt đầu đóng nụ chân, đóng nụ hết hả? Rồi mình vô phân, rồi mình xịt thuốc ngừa, ngừa bệnh nấm bệnh. Dạ đúng rồi, vô phân ngừa, giai đoạn này là mình vô phân là nó gây bệnh đó. Thì họ mình phát triển. Nó thường nó dễ bệnh, cái loại bệnh gì vậy Phước Thêm? Đa số thì bị thúi thân, thúi thân cũng chết nhiều. Nó nhanh thế. Dạ. Chứ thứ ba nó là bệnh hay xanh. Thúi thân cũng nhánh hay xanh, đa số là bị ba cái bệnh đó mình thấy nhiều. Mình có loại thuốc nào mình ngừa không? Mình xịt cái đó mình cũng ngừa thôi. Ở đây mình ngừa ALS, ALS là thuốc thần của nhánh đó. Kèm với thuốc sâu ha. Dạ. Chứ mà có khi mình kèm Gidumin luôn. Gidumin để mình ngừa bệnh háng xanh rồi đó. Còn ngoài ra là những cái loại mà sâu bọ trên lá mình cũng kèm theo, thì một cử thuốc sâu, rồi cử sau mình kèm thuốc bệnh. Dạ. Chứ không có mà bỏ được cái phần đó. Tại vì sâu nó quan trọng là sâu nó dễ trên dễ bùa trên lá này, sâu lắm. Lá sâu mình làm mất cái vẻ đẹp của cái chậu hoa mình lắm. Rồi qua mình chia sẻ cách đặt cây hai của hoa nhãn họ hai cây. Rồi cách thức mình bón phân như thế nào và thuốc xịt thuốc sâu và thuốc trừ bệnh như thế nào mình cũng xin chia sẻ với các bạn. Thì một số bạn có thắc mắc gì bình luận phía dưới mình sẽ trả lời. Rồi kết thúc là mình xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt các bạn.